Cái này là cái nhắm, là cái súng đâu? Cái con gắn vô trong này rồi. Khờ quá, cái súng là phải cầm, phải cầm đi. Rồi cái nhắm là phải nhắm gì nè? Thì con nhắm nè. Phải nhắm vô mắt, rồi cái súng là dễ bắn được, một mắt thôi. À, dạ. Hả? Gì vậy, vụ gì? Chú kêu khu này giàu lắm mà nãy giờ con đi có thấy cái gì đâu. Rồi con bên khu chú làm sao? Không, bên đó không có một cái gì luôn, chú không lượm được cái gì luôn á. Vậy luôn á hả? Ừ. Bên khu đó nghèo lắm. Rớt gì kìa chú? Tao cho mày luôn á. Dạ. Ê, sao quá trời đồ vậy chú, mà sao chú kia không có cái gì? Mày chơi, mày con nít mà mày biết cái gì, mày không có cần súng gì đâu. Để chú chơi mà... Tại giờ bao nhiêu đồ chú không cho con cái nào hết trơn mà chú dắt con đi theo làm cái gì vậy? Bây giờ chơi phải cho cái gì cầm chứ, bây giờ cầm cái này làm cái gì? Chú dẫn mày vô chơi cái game này, chú nói cho mày biết, mình chơi chai không có giết người, nghe chưa? Chơi còn chơi chai nữa. Mình chơi sinh tồn. Bây giờ mày cho con một cái gì con cầm đi chứ, cầm cái này. Bây giờ muốn có súng hả? Có. Chú cho mượn chơi nè. Coi thôi nha, không có được sử coi dụng đâu, cầm cho vui cho biết thôi chứ cầm cái chai này làm gì đâu. Bây giờ muốn súng gì? Cái gì có chú cho là cũng phải. Không thử rồi không có được đụng vô nghe, không có được bóp còn nghe chưa. Cái biết ơi, trời ơi cái súng đã quá. Còn còn gì nữa chú? Cái súng thường thường đi với lại cái gì gắn vô à, cái nhắm á chú. Cho cái nhắm 20 nè, gắn vô. Cái ngắm nè, cái súng nè, rồi bây giờ mình gắn cái ngắm vô cái súng nè. Chú ơi. Gì? Cái nút khởi động cái này vô thờ chú. Sao khờ quá vậy? Cái này là cái ngắm, là cái súng đâu? Con gắn vô trong này rồi. Khờ quá, cái súng là phải cầm, phải cầm đi. Rồi cái nhắm là phải nhắm gì nè? Thì con nhắm nè. Phải nhắm vô mắt, rồi cái súng là dễ bắn được, một mắt thôi. À, dạ. Ờ nhắm bắn dài luôn hả? Ừ. Nhìn này thấy giống cái ống nhắm không? Giống y chang luôn à. Nhưng mà thật ra đó chính là cái đồ làm ảo thuật của chú. Thấy không? Này. Sao chú chơi đầu cụ sàm quá vậy chú? Con nít trả đây. Chú cho mày chơi ba cái. Trời ơi vui quá. Đồ đạt vui quá chú ơi. Tí này vui quá chú. Trời. Cái này là gì chú? À. Ra cái đó là cái lon năng lượng á, mình mà hết nước á, hết máu mình uống vô là nó tăng máu lên á. Ừ. Nhưng mà bữa chú uống hết rồi chú bỏ xăng vô á. Chú uống hết rồi chú bỏ xăng vô á. Sao vậy? Nồng độ cồn nó phá nồng độ ammoniac. Cái này là xăng hả? Xăng đó thì chú bỏ vô để chú xài. Còn cái bình xăng này là cái gì? À, thực ra đây là cái bình nước. Bình là chú uống nước đó hả? Cho con biết. Cho con biết. Đó rồi. Giờ chú uống nước xong rồi chú mới đổ xăng vô, con hiểu không? Hả? Hiểu không? Thôi nghỉ đi. Nít nôi tài lanh quá chị. Chơi chú đâu, chú chơi mà chú còn gài hàng con không à. Chú ai nói rồi, đi vô cái game này chơi với chú là phải nghe lời chú. Hiểu chưa? Lời bây giờ con không biết, con phải hỏi chú. Cái game này nó khó lắm biết không? Đó, bây giờ đạo cụ gì con không biết, con hỏi chú nói. Nhưng bây giờ cái này là cái bông khói đúng không nè? Không, thực ra cái này là cái đồ máy lỗ tai của chú. Cái đồ chú máy lỗ tai, móc tai mà. Vậy rồi con bây giờ cái này là chú máy cái gì? Ừ thì cái này là Chú tưởng cái tâm sĩ rằng chứ. Chú, bây giờ con làm sao cứu chú đây? Chạy lại cái ba lô của chú, lấy cái bịch máu, nhanh lên. Cái này đúng không? Chạy lại đây, nhanh lên. Rồi sao nữa? Dùng cái bịch máu đi, đặt tay lên người chú cứu. Lấy gì? Trong game nó vậy, ai biết? Ngoài đời là cứu là phải lấy cái đó để giúp vô mà. Nhưng mà trong game nó vậy. Game gì kỳ vậy? Cô. Ê, bây giờ làm sao? Đặt tay lên người chú. Đặt. Nhanh lên. Hú hồn gì vậy? Đặt lên người chú. Đặt 5 giây mới cứu được. Đặt nhanh quá. Sao chú không dặn ngay từ đầu đi? Chú nói để cái tay thì để cái tay thôi. Cú đi, nói nhiều quá.
chết. Giờ cái quần gì hết là chết vậy với chú hả? Không có cái quần con dơ má con la con chết. Bây giờ mà chú mà vậy là chú đánh mày, giờ mày nhây với chú không? Chú đánh con xong cứu chú nữa. Thôi chú xin lỗi, chú không dám đâu, cứu chú đi mà. Xin lỗi. Lỗi cái nữa đi. Xin lỗi, cứu chú đi. Bà đó. Ê, con làm đó, con làm đó. Cứu cho xong đi. Đó, con làm kiếm chuyện không à? Không, không cần cảm ơn, chú xin lỗi con đây là. Hồi nãy mày làm gì sao? Tại sao nghe chú? Cái này đâu, con chỉ là không biết, con hỏi chú thôi mà. Kiếm chuyện hả? Con thương chú nhất trên đời. Mày cháu tao mà mày kiếm chuyện với tao không? Chú nói là phải nghe lời chú, cái game này nó khó lắm. Hiểu không? Dạ. Ha 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 ha. Có tính rồi, có tính rồi là có tính rồi. Mất tính rồi. Mất tính rồi, đồng đội ơi. Cứu tôi với. Tôi xin lỗi. Tôi hứa lần sau tôi sẽ không cướp thính của đồng đội chạy như vậy. Cứu tôi với đồng đội ơi. Gì mày? Đồng đội ơi. Thính kìa, thính kìa. Này chết có tâm nghi hay chết mình rắn lết vô trong luôn kìa. Thính kìa, nó đi kiếm đồng đội nó cứu đó. Thính là cái gì? Thính là ở trong nó nhiều đồ xịn lắm. À, hay quá, để con ra con lấy cho. Mày điên hả? Nó mới bị bắn rồi đó, con nghĩ có người canh cái thính nó rồi mày ra mày bắn á. Rồi bây giờ mình, rồi bây giờ mình làm sao? Con yên tâm đi, chú có cách rồi. Chú làm gì? Chú làm gì? Ê, ở đâu ra vậy? Chú sẽ giả làm bà gánh, chú ra chú lụm, sẽ không ai biết đâu. Quá, chú giả bà gánh chú ra đó. Ừ. Người ta bắn chú thì sao? Không có đâu, trong cái game này hả, người ta bắn nhau chứ không có bắn bà gánh đâu. Lý do? Bắn sao rồi đồ ăn đâu mà ăn. Ờ ha. Không có ai bán cho nó ăn, hiểu không? Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Chú đi ra lụm nha, mày ở đây mày bảo vệ cho chú nghe chưa? Gắn lên, mai chú. Ha. Ai mua M46 giáp 3K98 không? Yeah, ai? Cô chú Nam. Nam ơi, cô Nam. Cô chú, nào bắn ác vậy mày? Cô chú nó phát hiện chú rồi, nó phát hiện chú rồi. Sao chú kêu nó không bắn chú mà? À, tại chú ra nó phát hiện. À. Cô chú nhanh lên, nhanh lên. Chú, chú ơi, chờ chú. Cái bịch máu. Cái nón. Bây giờ cũng cái vậy luôn đúng giây, không? Năm giây. Ha. Rồi nó đây rồi. Nam ơi còn một giây nữa mà Nam. Thằng trong cục đá bước ra đây. Bước ra. Mò đi đâu? Anh ơi. Ra giỡn, đây. Giỡn chơi chứ anh thấy em thiệt luôn hả? Anh ơi, em thề với anh, em không biết ai hết trơn á. Cái thùng thính kìa, anh nhìn đi. Cái thùng thính đó có rất là nhiều đồ. Đó là phần quà cho anh đó. Còn lại, chúc anh chơi vui vẻ. Bye bye anh. Cái gì vậy?